Rồi hello. Rồi em chào tất cả các anh nha đang xem video ha. Rồi hôm nay bên em muốn tiếp tục muốn giới thiệu với các anh em súp bay hạt lay này nha. Em này là súp bay hạt lay hai máy y nha các anh, hai máy hai bô, mâm đũa ba thắng đĩa nha các anh, phục upside down nha. Đây phục upside down ba thắng đĩa, mâm đũa nha các anh. Nhìn bánh trước nó hai đĩa, nhìn nó rất là đồ sộ, rất là đẹp nha các anh, nam tính lắm. À, em này là súp bay hạt lay 170, sử dụng hệ thống cắt nước giải mát bằng nước nha các anh, đồng hồ điện tử. Đó, xe thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn nha mấy anh nha, xe màu đen, xe chính chủ hải quan chính ngạch. Nó mua bán sang tên rút gốc toàn quốc, nó em bao rút gốc sang tên cho các anh luôn nha, em khỏi lo. Nó xe màu đen bóng rất là đẹp nha các anh, 170 cắt nước nha. Đây cắt nước ở đây nha các anh, đó nó liền theo cái sườn nha, hai máy hai bô. Cặp bô đồ chơi này nó đổ rất là hay nha các anh, đổ rất là tuyệt vời, đổ nghe ấm lắm á. Xe này còn lại dòng này máy chắc cũng đổi luôn nha các anh, máy nó êm thì thầm luôn, chạy rất là bốc. Đó một đĩa sau hai đĩa trước nha các anh nha, quá là đẹp. Đây biển số đó nha các anh, biển số thủ đô Hà Nội nha, 30N3 5868, biển số tiếng nha các anh, quá đẹp luôn ha. Đó mua bán rút gốc sang tên toàn quốc. Thành phố Hà Nội thì thủ đô Hà Nội thì thế chỉ 1% thế thôi các anh, khỏi lo về vấn đề thế má nha, rút gốc về nhập một phát rồi ra tên thôi, anh em thích tỉnh nào thì ra tỉnh đó. Còn anh em nào ở Hà Nội, ở ngoài Bắc á, thích thì để biển số này chạy luôn, biển số này nó quá đẹp rồi em ơi, biển số 5868 số tiếng nha. Súp bay hạt lay 170, đây hệ thống là đèn điện tử hết nha các anh, quá là đẹp nha mấy anh nha. Đó. Xe hai máy hai bô, mẫu mới nha các anh, mẫu này rất là ít trên thị trường nha các anh nha, mẫu này mẫu đặc biệt các anh, nhìn nó độc lạ khác so với mấy cái chiếc xe bình thường các anh em thấy không, nó hình dáng nó hầm hố hơn nha, nhìn nó tựa mang phong cách của mấy em chopper các anh. Đó. Toàn bộ điện tử hết nha mấy anh. Máy móc thì thầm luôn, đầu nồi chưa động chạm nha các anh nha, máy móc nguyên zin, giấy tờ hải quan chính ngạch chính chủ. Đây xe thì được sơn dầm áo sáng bóng luôn anh, à coi mặt được hết luôn nha, nó mới lắm anh ơi, à thấy hết đèn nuốt xi nhanh các thứ đầy đủ xí, em test máy em test hết cho các anh coi ha, không thiếu một món gì hết. Xe phải nói là cực kỳ hoàn hảo nha mấy anh, mua về chỉ việc chạy thôi, chẳng làm gì hết. Đó. Xe này mình bán mình bao rút gốc, bao sang tên, anh em muốn làm gì thì mình làm tất cả đặt nha. Rồi xe này mình bán với giá là 75 triệu, bao ship toàn quốc, bao hết tất cả giấy tờ nha. Xe nhập hải quan chính ngạch chính chủ, một chủ cà vạt luôn nha các anh. Đó, anh em mà mua thì mình đi làm giấy tờ cho anh em luôn. À, con này rất là tiện lợi các anh nào ở ngoài Hà Nội hoặc ngoài Bắc nha. Đó, biển số ngoài đó luôn rồi, các anh khỏi phải lăn tăn ha. Ô, xe quá đẹp ha anh ha. Nó là hệ thống 3 thắng đĩa nha các anh. Một sau và hai trước nha, chứ không phải như mấy con bình thường là một trước một sau đâu nha mấy anh. Con này là 3 thắng đĩa, của upside down này mấy anh, phục ở trên xuống nha. Ở trên này nó xuống, chứ còn mấy cái phục kia ở dưới nó nhấn lên thôi nha các anh. Nó rất là khác so với mấy cái mẫu xe kia. Đó, quá là đẹp. Rồi, mình test máy cho mấy anh nghe nha. Máy của nó con này nó êm cực kỳ luôn mấy anh. Máy nó chắc lắm mấy anh ơi. Em này vẫn xài hộp số 5 cấp nha các anh, 1 tới 4 lui nha. Đây đồng hồ kim ga còn đầy đủ nha, báo máy á, máy đồng hồ máy còn luôn, không vừa đầy đủ,
máy nổ không nghe tiếng mấy anh, lục ha. Nó đang nổ máy đó mấy anh ơi. Xài hệ thống cắt nước nha, giải nhiệt bằng nước 170. Nó mấy cái bản con Super hoặc Lay thì đa số nó không có cắt nước và nó chỉ hai thắng đĩa thôi nha các anh. Còn em này là phục upside down nè, khác biệt ha, phục upside down 3 thắng đĩa, mâm đũa và có hệ thống cắt nước nha các anh. Máy xe bình thường thì chỉ không có cắt nước 170 thôi, và không có 3 thắng đĩa và không có mâm đũa nha các anh. Đó, nó khác là khác của đó nha các anh. Mô này nó nổ tuyệt vời lắm anh này. Em ru luôn này, không nghe tiếng máy luôn á. Để sát vào mới nghe được nha các anh. Máy móc thì đầu nồi chưa động chạm, em ru và ru luôn. Em thì em nhưng mà lên ga thì rất là ok nha. Chạy rất là hay, tiếng máy nó đặt chân cái dòng hai máy nha các anh. Nó nổ thì thôi khỏi bàn, quá là tuyệt vời. Sệt 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 nhưng mà các anh vào số lên ga chạy thì nó ra một tiếng máy đặc trưng của dòng hai máy thì các anh biết rồi. Nổ lập bật rất là hay. Mình nhanh nhắc đã là Super hạt lay 170 nha, cắt nước, mâm đũa 3 thắng đĩa. Rồi anh em nào thích em này thì alo số điện thoại cho em nha. Số điện thoại của em là 0932 047 956. Số Zalo của em là 0768 447735 35. Rồi anh em nào thích thì cứ alo chốt giá. Anh em nào muốn chuyển xe thì mình chuyển luôn ha. Dịch bệnh anh em không thích đi lại thì cứ chuyển khoản, mình nhận đủ tiền mình sẽ ship xe tận nơi. Tiền ship và tiền bao gói mình chịu ha, giấy tờ mình lo luôn. Hay tem giọt nước rất là đẹp nha mấy anh. Rồi anh em nào thích thì alo ha. Chào tất cả các anh nha. Bye bye.